Với cái tình trạng như này của em thì chị sẽ tư vấn em là em nhìn này, cái đầu ti này của em rất là nhỏ. Nên là em có đòi thu nhỏ đầu ti lại nhưng mà không cần phải thu vì cái đầu này của em rất là nhỏ rồi. Các bác sẽ kết hợp đi cái đường cuồng này cho em. Xong em nhìn cái ngực của em hơi xa trễ hơn một xíu so với người bình thường đúng không? Em nhìn này này, nó hơi xa trễ hơn một xíu. Thì ở đây thì các bác sẽ tiến hành treo lên cho em một xíu thôi. Cái nhưng mà vẫn kết hợp vào đi cùng đường cuồng nhé. Treo lên một xíu phần trên này. Thì ngực của em nó sẽ lên được cái đầu ti, nó sẽ lên được cái vị trí này. Đấy. Đấy. Mình sẽ treo lên một chút để cho nó đi lên. Em nhìn cái phần bên dưới này này. Đấy, nó sẽ kéo lên, cái đầu ti này cũng sẽ kéo lên. Cái núm của em thực tế ra là đối với chị nhìn như này là nó không to lắm. Nó không to lắm nên không cần thiết mình để vậy cho nó tự nhiên. Chứ giờ mà nếu mà em mà thu nhỏ lại quá ấy, bạn trai hay người yêu nó nhìn phát nó cảm thấy nó không còn tự nhiên nữa. Cái núm này nó không hề to và của em cũng đã cái sắc tố da ở cái vùng này, melanin ở vùng này nó cũng đã khá là hồng rồi. Phần này của em khá là hồng là đẹp rồi nhá. Nó không hề quá xấu để mà em phải 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 làm hồng nó. Nhưng nếu em muốn làm hồng thì em có thể về bôi kem. Chị sẽ hỗ trợ cho em một lần bắn laser khi em thực hiện cái nâng ngực bên nhà chị, thì chị sẽ hỗ trợ tặng em một lần bắn laser cái vùng này. Sau khi bắn laser xong thì kết hợp với lại bôi kem, mà bôi kem xong thì nó sẽ rất là hồng, đảm bảo là rất là hồng và xinh. Nên là đi đường cuồng như thế này nó sẽ hợp lý hơn. Chứ nếu mà đi đường chân ngực này, cái phần dưới này nó hay có sẹo lắm. Phần chân ngực này hay có sẹo. Nếu mà khi mà mình kết hợp mình đi đường cuồng này, nếu mà có sẹo ấy, thì nó cũng sẹo của nó cũng chỉ ở trong cái phần cuồng thâm này thôi này. Em hiểu không? Vâng. Nó chỉ ở trong cái phần này thôi. Đấy. Mà cơ địa của em nó hơi sẹo lồi ấy chị, thì có Cái cơ địa của không? em sẹo nối ấy, thì nó đi vào cái phần cuồng thâm này nó sẽ ít hơn. Nhìn nó sẽ đỡ hơn là em để ví dụ như nó lồi một con rết ở dưới này. Đúng không? Đấy. Còn cái của em nó hơi xa trễ như này thì em không thể đi đường nách được, nó đi đường nách nó cũng không đẹp đâu. Đấy, nên là đi đường cuồng kết hợp kéo lên đây một xíu, các bác sẽ kéo lên cho em một xíu. Đấy. Yên tâm đi, trong cái quá trình làm thì các bác nhà chị đảm bảo là sẽ làm cho em đẹp. Đẹp. Thì Đấy. ngực này thì mình nên sai bao nhiêu được ạ? Đối với ngực này của em thì làm size 300. Không cần phải 360 đâu, vì cái khung người của em nó nhỏ. Em muốn nó có khe một xíu. Có khe một xíu à? Có khe một xíu thì nếu mà cái ngực này em làm 300 là nó cũng có khe rồi. Em không cần phải làm quá to đâu bởi vì cái người khung người của em rất là Không, nhỏ. em cũng muốn làm tự nhiên thôi. Đúng rồi. Để tự nhiên cho nó xinh chứ to quá bóp nó cũng sợ đấy.